Xin kính chào quý vị các bạn. Ngày hôm nay thì tôi sẽ không giới thiệu về xe mới, cũng không giới thiệu về công nghệ ô tô. Tôi muốn dành video clip này dành riêng cho những khách hàng, những người gần như là mua xe lần đầu, những phụ nữ có thể là lần đầu lái những chiếc xe số tự động. Và thường có hỏi tôi là xe tự động lái có khó không, có an toàn không. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video để hướng dẫn quý vị các bạn làm chủ chiếc xe số tự động. Và mẫu xe tôi hướng dẫn đó là Hyundai i10 phiên bản mới nhất 2019. Chiếc xe này thì tôi đang mượn của đại lý Hyundai Lê Văn Lương một chiếc xe lái thử. Do đó có thể là trong quá trình tôi làm video, những cái ni lông các thứ này tôi không thể tháo rời hết được, và mong quý vị các bạn thông cảm. Tôi sẽ đi tập trung về vấn đề chính thôi, làm chủ một chiếc xe số tự động khó hay dễ. Điều đầu tiên, khi chúng ta lên xe, bất kể mẫu xe nào cũng thế, chúng ta phải luôn có một cái tầm quan sát tốt nhất, một tư thế lái thoải mái nhất. Các bạn lưu ý có mấy thứ sau chúng ta phải chỉnh. Thứ nhất là ghế. Ghế thì chúng ta sẽ có hai phần để chỉnh. Một là ngả vừa phải thôi, cảm giác thoải mái nhất cho lưng ghế các bạn là được. Thứ hai đó là ghế này xa hay gần. Đó, chúng ta tiến lại như thế này. Không được gần quá, cũng không được xa quá. Đặc biệt là không bao giờ được để cho đầu gối này chạm vào bất kỳ một cái vị trí nào ở trong cái khu vực dưới vô lăng. Đó là về tư thế lái. Sau khi chúng ta điều chỉnh xong cái ghế, hãy nhớ một điều: bỏ chiếc điện thoại xuống, không sử dụng điện thoại trong quá trình lái xe, và thắt dây an toàn lại. Các bạn nhìn này, thắt dây an toàn chúng ta sẽ đưa qua vai và hông. À, vào đây. Rồi, ok. Đó là về điều chỉnh tư thế ghế. Sau khi đến ghế thì chúng ta sẽ điều chỉnh đến vô lăng. Tùy từng loại xe, tuy nhiên đối với i10 chúng ta sẽ có thể điều chỉnh vô lăng, chỉnh cơ. Nó có một cái lẫy thế này, gạt ta xuống. Đấy, bạn như nào, tạo một cái tư thế lái thoải mái nhất. Và tư thế của tôi khuyên các bạn, chúng ta nên cầm lái ở các vị trí 10:10, đó là đây, vị trí đề 10:10, 9:15 vuông góc sang bên này. Và các bạn nên nhớ, khi chúng ta cầm lái này, tư thế thoải mái nhất sẽ là cái tư thế cái tay này nó hơi ngả một chút, khoảng 110 độ. Các bạn đừng sát hẳn như này nhé. Nếu mà các bạn ngồi sát hẳn như này cầm lái rất khó chịu luôn, đầu luôn dốc về đằng trước, cái đó thì không nên. Đó là về tư thế lái của vô lăng. Tiếp theo nữa, chúng ta hãy điều chỉnh đến gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu trên chiếc i10 này là gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện, do đó các bạn chuyển cái lẫy này sang vị trí L. Chúng ta điều chỉnh 4 hướng. Có một chút kinh nghiệm về điều chỉnh gương chiếu hậu cho người mới lái, đó là nhìn được một phần thân xe và một phần bánh xe một chút trong trường hợp chúng ta lùi. Đấy, còn khi chúng ta di chuyển trên đường hãy nâng cao cái gương lên, không cần phải nhìn bánh sau nữa. Đấy là về điều chỉnh tư thế lái. Chúng ta dừng lại ở ghế, vô lăng và gương chiếu hậu. Sau khi các bạn hoàn thành các chi tiết đó, chúng ta bắt đầu nổ máy. Các bạn lưu ý này, số tự động nó hơi khác một chút. Số sàn để muốn nổ máy được thì chúng ta phải đạp côn hết cỡ chúng ta mới nổ máy được. Những cái dòng xe thấp hơn thì không cần. Với số tự động này, để muốn nổ máy được, các bạn lưu ý trước đó cần số phải ở vị trí P hoặc là vị trí N. Nếu cần số mà ở vị trí R, chúng ta sẽ không thể nổ máy được đâu. Đó, các bạn thấy không? Có bấm như thế nào chăng nữa nó cứ kêu này thôi. Nhớ này, cần số ở P hoặc là N thì chúng ta mới nổ máy được. Rồi, cách nổ máy của i10 số tự động này, cần số ở P hoặc N, các bạn nhớ này, đạp chân phanh. Các bạn nhớ phải đạp chân phanh nhé. Nếu các bạn không đạp phanh ấy, thì xe chỉ khởi động điện thôi. Chúng ta đạp chân phanh, nhấn và giữ cái nút này, ấn sâu hướng trong vòng khoảng 2 giây. Rồi, xe đã nổ máy. Vậy thì bây giờ này, chúng ta vào số như thế nào? Các bạn lưu ý này, ở cái lấy chuẩn số của i10 này, nó có một cái có thể coi là cái nút bấm khóa an toàn. Chúng ta vẫn giữ nguyên phanh nhé, các bạn giữ nguyên phanh. Bắt đầu này, bấm lẫy kéo từ P về R về N và cuối cùng mới là D. Nếu các bạn thông thạo rồi hãy kéo một mạch như thế này. Còn nếu không thông thạo hoặc là trên những cái hộp số zig zag khác, chúng ta sẽ phải đi từng bước một. Và hãy nhớ về D trong trường hợp mà chúng ta di chuyển đường bình thường. Còn khi chúng ta di chuyển đường có độ dốc cao hơn hoặc là cần động cơ có sức kéo tốt hơn, chúng ta hãy di chuyển về những cái
số nhỏ hơn bằng cách gạt cần số sang bên trái. Các bạn lưu ý này, gạt cần số sang bên trái, chúng ta chuyển sang chế độ lái bán tự động. Khi đó chúng ta sẽ đấm số như thế này, cộng kéo xuống là trừ. Đấy, cộng trừ và chúng ta sẽ có bốn số giống hệt như số sàn. Đó là cách mà chúng ta chuyển sang chế độ lái bán tự động. Rồi, sau khi ok hết như thế này, các bạn phanh tay này phải nhớ hạ xuống. Hạ xong thì cái biểu tượng phanh tay sẽ mất đi. Và bây giờ các bạn lưu ý này, chúng ta nhả chân phanh từ từ là xe sẽ di chuyển. Ở cái xe số tự động này, các bạn sẽ chỉ sử dụng duy nhất một chân, đó là chân phải. Các bạn sẽ không phải sử dụng đến chân trái. Chân trái chúng ta để vào cố định một vị trí. Đừng bạn nào lái xe số tự động hai chân, cực kỳ nguy hiểm. Điều đó luôn được khuyến cáo là không được phép sử dụng. Chúng ta sẽ giữ cố định mũi, giữ cố định gót chân và di chuyển mũi chân từ chân phanh sang chân ga. Bây giờ tôi sẽ nhả từ từ chân phanh và xe sẽ bắt đầu di chuyển. Đó, các bạn thấy chưa? Xe bắt đầu di chuyển. Lái xe, bất kỳ xe nào cũng thế thôi, số sàn hay số tự động, có mấy điểm các bạn lưu ý. Một, không được phép sử dụng điện thoại trong khi đang lái xe, đặc biệt là nhắn tin, không an toàn một chút nào cả. Hai, đừng bao giờ đạp thốc ga ngay lập tức khi mà xe vừa lăn bánh. Hãy để chiếc xe lên từ từ, vì các bạn nhớ là những mẫu xe nhỏ như thế này, cái dung tích xi lanh của nó rất nhỏ, nó chỉ khoảng 1.0, 1.2 cùng lắm đến 1.5 là cùng. Khi chúng ta đạp thốc ga như thế, cái vòng tua động cơ lên rất cao và chiếc xe sẽ không thể giữ được cái độ ngọt ngào của máy sau một quãng thời gian dài mà chúng ta liên tục làm những công việc như vậy. Hãy mớm ga một cách từ từ. Và các bạn lưu ý này, khi chúng ta dừng đèn đỏ ở số tự động, có người hỏi tôi, anh về P hay anh về N? Thì tôi khuyên thật sự các bạn nên nhớ này, dừng xe số tự động, các bạn chuyển cần số về vị trí N. Nếu trong trường hợp cái thời gian chờ đợi nó khoảng 30 giây thì đó, chúng ta hãy về N kết hợp với đệm cái chân phanh. Hoặc trường hợp các bạn không muốn sử dụng chân phanh, chúng ta hãy dùng phanh tay kéo lên, bỏ chân phanh ra bình thường. Các bạn tuyệt đối này, chúng ta không về P. Tại vì sao? Khi các bạn về P, nếu trường hợp xấu có những chiếc xe phía sau mà lao lên, chưa biết va chạm nặng hay nhẹ, nhưng cái hộp số của các bạn chắc chắn nó sẽ bị tổn hại. Đó là lý do mà vì sao chúng ta dừng đèn đỏ, chúng ta không về P. Chúng ta sẽ chỉ về P trong những trường hợp chúng ta dừng hẳn, bởi vì P là viết tắt của parking, có nghĩa là khi chúng ta dừng và đỗ xe chúng ta mới sử dụng đến P. Các bạn nhớ nhá, dừng đèn đỏ chúng ta về N. Khi nào đỗ hẳn thì chúng ta sẽ về P. Trong thời gian chờ đợi thì tôi cũng chia sẻ một chút với quý vị và bạn về cái chiếc xe i10 này. Thì thật ra người ta gọi là vua bán chạy nhất phân khúc hạng A, và chúng ta sẽ có chiếc Hyundai i10 này. Mỗi một tháng trung bình thì i10 nó bán ra khoảng tầm 1.500 xe. Và nó đang giữ vị trí chiếc xe hạng A giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam. Đối thủ của Hyundai i10, chúng ta sẽ có những cái mẫu xe khác, ví dụ như Toyota Wigo hoặc là Kia Morning. Đó là về cái xe hạng A giá rẻ. Và cái xe i10 số tự động này thì thật ra nó rất phù hợp. Tại sao nó bán chạy? Tại vì một thương hiệu lớn, thiết kế đẹp, rộng nhất phân khúc, tiết kiệm bền bỉ. Và điều quan trọng hơn đấy là nó thiết kế gần như là để dành cho những cái đô thị lớn, rất là nhỏ gọn, lách đâu cũng được, để đâu cũng được. Và đó chính là cái lý do mà chiếc i10 này nó bán chạy. Các bạn lưu ý khi lái số tự động, chúng ta không dùng đến chân trái, do đó là hãy cứ để cho nó nghỉ ngơi một cách bình thường. Tay phải thì cũng vậy thôi, rất ít khi các bạn phải sử dụng đến. Thật ra để làm chủ cái số tự động này tôi nghĩ nó không khó đâu. Các bạn hãy cứ làm theo những điều mà tôi chỉ dẫn. Còn cái việc mà đạp nhầm chân ga, chân phanh để tạo một chiếc xe điên, thì tôi xin lỗi một điều là chỉ có người điên thôi, không lấy đâu ra xe điên. Chiếc xe nó làm gì biết điên. Chúng ta không đạp vào chân ga một cách ầm ĩ lên, không bao giờ chiếc xe nó bị phát điên như thế cả. Chỉ có người điên thôi, không có xe điên đâu. Rồi ok,
tôi xin phép được dừng cái bài hướng dẫn đôi chút về cái lái số tự động này. Và nếu có bất kỳ thông tin gì cần tư vấn trong quá trình sử dụng xe số tự động, số sàn, các bạn đừng ngần ngại, hãy liên hệ với tôi sẽ giải đáp thắc mắc và tư vấn cho quý vị và các bạn trong suốt quá trình sử dụng. Các bạn vui lòng ủng hộ một chút ít cho kênh bằng cách là đăng ký subscribe và bấm vào nút chuông thông báo để nhận cái video mới nhất. Khi mua xe thì nếu được các bạn vui lòng ủng hộ cho chúng tôi để chúng tôi có những cái video, có những cái kinh phí có thể sản xuất nhiều hơn nữa những video clip nó hợp lý như thế này, cung cấp thêm kiến thức trong quá trình các bạn mua xe hoặc là sử dụng xe. Rồi, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và bạn ở trong những cái video clip tiếp theo. Xin chào.